Những đợt nắng nóng toàn cầu, lũ lụt và thay đổi thời tiết không lường trước được đã buộc các nước thành viên Liên minh châu Âu phải thông qua đạo luật cấm tất cả các xe đốt trong chạy bằng xăng hoặc diesel sớm hơn bình thường. Luật quy định tất cả các loại xe mới được bán từ năm 2035 đều không có khí thải carbon và xe được bán từ năm 2030 nên có lượng khí thải thấp hơn 55%. Tuy nhiên, Đức đã vận động hành lang để miễn trừ những chiếc xe đốt trong chạy bằng nhiên liệu điện tử, một giải pháp thay thế dầu mỏ tổng hợp, có nguồn gốc từ khí thải CO2 và các yếu tố hữu cơ khác. Hãng xe Đức Porsche bắt đầu cơn sốt nhiên liệu điện tử vào năm 2022 và đã hợp tác với Siemens để sản xuất hàng loạt giải pháp thay thế xăng thân thiện với trái đất. Trong khi đó, nhà sản xuất ô tô huyền thoại Ferrari của Ý đang đi theo xu hướng sử dụng nhiên liệu điện tử. Mặc dù dự định ra mắt siêu xe toàn năng đầu tiên vào năm 2025, Ferrari hướng tới trung hòa carbon vào năm 2030 và sẽ tiếp tục phát triển các loại hybrid cho danh mục đầu tư của mình. Và cũng như Porsche, hãng sẽ không ngừng sản xuất xe hơi với động cơ đốt trong. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, giám đốc điều hành Ferrari, Benedetto Vigna cho biết, động cơ đốt trong là một phần không thể thiếu trong di sản của hãng. Tất cả các xe Ferrari đều có âm thanh từ động cơ V8 và V12 chạy bằng xăng cao cấp. Chính khách hàng sẽ phải lựa chọn nếu họ muốn có ICE, hybrid hay xe điện. Tôi không muốn kiêu ngạo và áp đặt sự lựa chọn lên khách hàng của chúng tôi, Vigna cho biết. Ferrari gần đây đã cho ra mắt siêu xe hybrid mới nhất. Mẫu đầu tiên thuộc chương trình SX định hướng đua của hãng xe SF90XX Shadow Coupe và Spider. Được trang bị động cơ V8 xăng tăng áp kép, 3 động cơ điện và pin hybrid plug-in 7,9 kWh, mẫu Ferrari SX mới nhất có công suất 1.015 mã lực, có thể tăng tốc từ 0 lên 60 dặm/giờ trong 2.3 giây và di chuyển 15 dặm ở chế độ EV. Và bất chấp tin đồn Daytona SP3 có thể là chiếc Ferrari 12 động cơ V12 cuối cùng, hãng xe này vẫn đang đánh cược vào nhiên liệu điện tử tổng hợp và công nghệ hybrid để duy trì dòng sản phẩm trong thời đại điện khí hóa. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.